Xin chào các bác, ngày hôm nay đầu qua lâm có về được một mẫu đồng hồ đã qua sử dụng của nhà Citizen Ở đây thì em sẽ có một con Citizen hàng siêu lướt đã qua sử dụng lướt nhé Con này có một cái đết rất mới, đây là 30 tháng 5 năm 2024 Tức là mới được khoảng mấy tháng thôi, trong này nó sẽ còn cái International Warranty bằng quốc tế này vào date 30 tháng 5 đó, đồng hồ thì còn đầy đủ hộp sổ thẻ và còn cả thẻ tác nữa. cái này thì uh, em đã nối lại các cái mắt này để cho nó tránh bị thất lạc rồi Đó. con này có mã là NK 000095W giá niêm biết con này là 55.000 yên 55.000 yên bây giờ thì nó sẽ rơi vào đâu đây tầm khoảng tầm tầm nó khoảng tầm uh, 9 triệu hơn các bạn. 9 triệu hơn một chút Đó. Như hàng mới thì con này đồng quan lâm đang giao lưu với các bác là 7 triệu 200. Còn đây em có một chiếc hàng siêu lướt thì các bác có thể đi qua về cái phần tình trạng con này. Có một chút, một vài cái phẩy phẩy lông mèo rất nhỏ ở trên cái phần khóa này thôi. Chắc người ta cũng lên tay được có một vài lần. Khung vỏ viền thì còn rất đẹp. Như là hàng trưng bày luôn. Nhiều con hàng trưng bày có đôi khi còn không được bằng thế này cơ các bạn. Con này thì em đánh giá nó còn khoảng tầm... 97-98% về ngoại hình Đường kính sai mặt em đo được trên chiếc này nó là sai 41mm Và dày của nó là tầm 12,5 Lắc tu lắc ở đây là Lắc là 48,8 Thì sai này anh em tay từ 16 trở lên là đeo sẽ vừa và đẹp thế này à, Mặt số con này nó sẽ có một cái màu đỏ đô Một cái màu đỏ cũng khá là đẹp Và các bác nào mà chưa có một cái chiếc đồng hồ mặt màu đỏ thiết kế đơn giản thanh lịch ở trong cái bộ sưu tập của mình thì cũng có thể chơi con này. À, 12 bộ cọc số đính nổi nhé. Cọc khá là to bản và không có dạ quang. Tuy nhiên là nó bắt sáng cực kỳ tốt ở các cái góc nghiêng. Độ hoàn thiện con này cũng rất tốt của Citizen rồi. Logo trên góc 12 giờ, 3 giờ là lịch ngày với nền đen và chữ trắng. Automatic này, made in Japan. Đó, bản nội địa nhật và dòng này thì nó là dòng kính khoáng cứng cong các bác nhé nó sẽ tạo một cái hiệu ứng chiều sâu ở trên cái mặt số này ở bên hông thì sẽ có núm chỉnh giờ có ở góc 3 giờ và có khía cạnh không có logo còn ở đằng sau thì chúng ta sẽ có các cái thông số cơ bản ở trên con này đầu tiên thì nó sẽ là bản Mỹ in Japan bản đồ điện Nhật chống nước ở con này là 53 à, 50 mét nước thì các bác có thể đi tắm giặt được thoải mái này đi bơi nhẹ nhàng cũng hoàn toàn là vô tư và máy sử dụng trên chiếc này nó là máy tắm caliber 8310 bộ máy này thì sẽ có 21 chân kính 21.600 tờ số dao động và 40 giờ tích cót tối đa có đầy đủ cả cót tay và có cả dừng kim dây khi mà chúng ta rút đúng chỉnh giờ Đó. đi kèm với chiếc này chúng ta sẽ có một bộ dây thép đúc đặc đầu trên này là cỡ 20 và dưới khóa nếu như cần thay sang dây ra thì các bạn có thể dùng 20 18 hoặc là 20 16 theo khóa theo dây thì đều được và em sẽ ướm thử ở trên cổ tay 17 của em một chiếc mặt màu đỏ khá là đẹp dành cho anh em nào mà có cổ tay vừa và Mắt thừa thì em đã nối vào rồi các bạn nhé. À, còn nguyên mắt thừa, thẻ tác, sổ, thẻ bảo hành. Đết uh, 30 tháng 5 năm 2024. Đó. Mới được 3 tháng thôi. Đẹp như hàng trưng bày thanh lý. Con này thì anh em lên tay 16 trở lên. Và thích cái, một cái mặt màu đỏ. Màu này thì nó hợp nhất là mệnh hỏa rồi. Hỏa thổ là rất hợp cái màu này. Và giá hiện tại đồng hồ Quang Lâm đang về chiếc này là 5 triệu 860 nghìn, mã của nó là 8418, 5 triệu 860. À, nếu như mà các bác thích mua hàng mới nguyên, à, chưa vào date thì à, em có một chiếc mới nguyên nữa là 7 triệu 200. Còn con này là hàng siêu lướt, date 30 tháng 5 năm 2024 8418, 5 triệu 860 nghìn cho chiếc này. Các bác mà đang quan tâm về yêu thích chiếc này thì có thể đặt hàng ngay trực tiếp ở trên website đồng hồ quanglâm.com hoặc là alo cho bên em theo các đầu số như là hotline 0834 69 hoặc là số hotline 0915 559 883 có dùng cả Zalo để chúng ta có thể gửi hình ảnh và thông tin qua. Còn nếu như ở gần thì các bác có thể qua địa chỉ 23 Nguyễn Công Hoan các bác nhé. Và đồng hồ Quang Lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.